Sáng ngày 8 tháng 8, tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Quyện, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tổng hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy và bà Phan Phương Uyên, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 8 gồm ông Trần Thanh Minh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Bình, ông Lê Hoài Nam, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố và ông Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Hải đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri phường Mỹ Bình. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Mỹ Bình đã được nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12, trả lời kết quả giải quyết kiến nghị của bà con cử tri trong lần tiếp xúc trước. Theo đó, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12 đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6. Các đại biểu đã xem xét thảo luận về các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn thành phố, của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đồng thời tham gia chất vấn và nghe các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời chất vấn tại hội trường xoay quanh những vấn đề cử tri thành phố quan tâm như giải pháp để đạt trường chuẩn quốc gia, tình trạng bạo lực học đường, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng và chất lượng các công trình hạ tầng trên địa bàn thành phố. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng đã bàn bạc thống nhất thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó có 9 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư, trùng tu tôn tạo di tích cơ sở vật chất trường học trên địa bàn thành phố. Bà con cử tri phường Mỹ Bình phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung, đồng thời phản ánh đến hai tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố kiến nghị về việc thực hiện thu hồi đất và một số tồn tại về công tác quản lý đô thị. Lãnh đạo Đảng ủy phường Mỹ Bình đã tiếp thu những kiến nghị của bà con cử tri, chuyển đến ngành chức năng của tỉnh và thành phố để sớm có hướng giải quyết và báo cáo với cử tri địa phương trong kỳ tiếp xúc tới.